Thưa quý vị, ngày 16 tháng 5 năm 2023, ông Bạch Đình Bắc là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp tại huyện Chư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận cả 3 công dân trên địa bàn xã này bị nhóm nghi phạm tấn công trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Cờ Tu cùng huyện Chư Quyên bắt làm con tin hôm 11 tháng 6 đã được giải cứu, bàn giao về địa phương. Ông Bạch Đình Bắc cho biết, đơn vị đã đưa 3 công dân từng bị bắt làm con tin về bàn giao cho gia đình và đang phối hợp với ban tự quản buôn để động viên hỗ trợ những người này ổn định tinh thần. Trước đó, rạng sáng 11 tháng 6, một nhóm người dùng súng tấn công vào trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Cờ Tu khiến một số cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh và bị thương. Nhóm nghi phạm còn sát hại 3 người dân và tấn công vào một lán trại của các công nhân đang thi công một tuyến đường giao thông tại xã Ea Cầu Tu, khống chế và bắt 3 con tin. Khi truy quét các nghi phạm gây ra vụ việc, lực lượng công an lần lượt giải cứu được các con tin. Trong đó có 2 con tin được giải cứu ngay trong chiều 11 tháng 6 và được bàn giao về trước. Đến đêm 14 tháng 6, con tin thứ 3 được giải cứu và bàn giao về địa phương. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.